cho các bạn. Thời gian gần đây thì các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh đang rất quan tâm tới cái vấn đề về luật visa du học Úc mới trong năm 2012-2013. Thì hiện nay thì theo cái thông tin mới nhất thì khi du học Úc thì các bạn sẽ được miễn cái IELTS hay TOEFL và miễn cả việc chứng minh tài chính. Và điều đặc biệt hơn là các bạn sẽ phải đăng ký học các chương trình cử nhân hay thạc sĩ vào một trong 42 trường đại học hiện đang thuộc diện ưu tiên trong xét cái loại 1 về các chương trình đăng ký du học, thì các bạn sẽ được hưởng những cái thuận lợi đó. Và một trong những trường được xét cái diện ưu tiên loại 1 đó là trường đại học La Trobe. Trường đại học La Trobe là một trong những trường đại học về giảng dạy và nghiên cứu với uy tín quốc tế về thành tích học thuật xuất sắc và sự đổi mới. Về uy tín quốc tế thì đại học La Trobe được xếp hạng là một trong 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới theo phụ chương của Thời báo Giáo dục Đại học Anh Quốc năm 2005. Trường La Trobe cũng được xếp hạng là một trong 10 trường đại học tốt nhất của Úc năm 2006 và là một trong 3 trường tốt nhất tại bang Victoria năm 2007 và theo danh mục của các trường đại học giao thông Thượng Hải. Về thành tích học thuật xuất sắc thì đại học La Trobe nổi tiếng về các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và chất lượng về các chương trình đào tạo. Đại học La Trobe có hơn 30 trung tâm nghiên cứu kết nối với hơn 260 trường đại học trên toàn thế giới và là thành viên của nhóm các trường đại học nghiên cứu đổi mới IIU của Úc. Đội ngũ các giảng viên là những giáo sư có uy tín cao và thường xuyên nhận được các giải thưởng nghiên cứu và liên tục nhận được những cái nguồn ngân sách hỗ trợ cho cái việc nghiên cứu. Đại học La Trobe là đại học sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những điều thực sự không nơi nào có được, đó là cơ hội học tập trong một cộng đồng giáo dục đại học Úc đích thực. Các phân viện bố trí trong một môi trường thiên nhiên kỳ thú tuyệt đẹp và giao thông từ các phương tiện đi đến Melbourne thật là thuận lợi. Cuộc sống ở đây thì càng tăng thêm cái giá trị nhờ vào những dịch vụ hỗ trợ nổi tiếng cho sinh viên quốc tế như là chương trình ngày hội chào đón tân sinh viên, chương trình hỗ trợ học thuật và kỹ năng tiếng Anh, dịch vụ hướng dẫn sân bay miễn phí. Và tiếp theo là mình sẽ giới thiệu các bạn các chương trình học và học phí trong năm 2011 vừa rồi. Ví dụ như về tiếng Anh thì các bạn sẽ tham gia các khóa học tiếng Anh thông thường và tiếng Anh dành cho sinh viên. Thì tiếng Anh thông thường trung bình sẽ là 380 đô Mỹ cho một tuần và tiếng Anh dành cho sinh viên thì khoảng là 390 đô cho một tuần. Và các chương trình dự bị đại học và cao đẳng, về các khóa dự bị đại học là bạn sẽ học trong vòng 8 tháng, học phí sẽ khoảng là 13.600 đô cho 8 tháng. Chương trình cao đẳng như là cao đẳng quản trị kinh doanh, cao đẳng hệ thống thông tin, bạn sẽ học trong vòng 2 năm và học phí sẽ là 15.600 đô cho 1 năm. Và để biết rõ thêm thông tin về trường đại học La Trobe cũng như là cách làm hồ sơ xin visa thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương theo số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website www.tandaiduong.edu.vn hoặc là trang web tddvn.com để biết rõ hơn những cái vấn đề bạn cần tìm nhé. Xin chào các bạn.